Có nhiều người hỏi Duyên rằng là chị có nên bỏ cái công việc hiện tại, công việc làm công ăn lương để ra bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh một cái ngành nghề khác hay không? Bởi vì những người này họ biết rằng là Duyên trước đây cũng đã từng làm việc tại ngân hàng và sau đó là Duyên quyết định Duyên nghỉ và Duyên ra ngoài Duyên kinh doanh khởi nghiệp một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Cho nên là nhiều người cũng hỏi ý kiến của Duyên như vậy, là hỏi rằng là họ có nên bỏ cái công việc hiện tại của họ để ra bắt đầu một cái ngành nghề kinh doanh giống như Duyên hay không. Trong video này Duyên sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình về cái chủ đề này. Và dù sao đi nữa thì Duyên cũng đã từng trải qua cái công việc đó. Hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp cho chị em phần nào có cho mình những cái ý tưởng để cho mình những cái quyết định đúng đắn nhất nhé. Năm 2015 là cái năm mà có thể là cái cột mốc lớn nhất trong cái cuộc đời của Mỹ Duyên, là Duyên quyết định bỏ việc tại ngân hàng để ra bắt đầu một cái ngành nghề, một cái công việc kinh doanh ở bên ngoài. Và các bạn cũng biết rằng là lúc mà Duyên làm ngân hàng thì Duyên cũng không hiểu gì về mỹ phẩm, không hiểu gì về lĩnh vực làm đẹp, mở spa, chăm sóc da, rồi trị liệu các vấn đề về da, và hầu như là Duyên không có kinh nghiệm. Nhưng mà vì là sao? Bởi vì là Duyên đam mê về kinh doanh. Và các bạn biết rằng là cái hình ảnh mà nó đeo đuổi trong suốt những năm đó của Mỹ Duyên, đó là Duyên thấy những cái chị mà chị kinh doanh thành công, khi mà chị đến ngân hàng chị giao dịch á, thì Duyên thấy rằng là về cái hình thức ở bên ngoài nó rất là thu hút, từ cái mùi thơm cho tới cái mái tóc lúc cũng chỉnh chu, rồi những cái bộ đồ gì các chị đã mặc, thì thật sự là với một cái nhân viên làm việc tại văn phòng thì ao ước. Và cái mà Duyên khao khát đó là cái sự tự do về thời gian mà các chị có được, bởi vì là Duyên thấy các chị đó quá thoải mái về thời gian. Chẳng hạn như là 8 giờ chị đến ngân hàng chị giao dịch xong thì tầm 8 rưỡi là bắt đầu chị đi ăn sáng, chị đi uống cà phê cùng với chồng hoặc là cùng với bạn bè. Và khi mà các chị chia sẻ những cái câu chuyện của các chị thì Duyên đã nung nấu một cái ý định, một cái gọi là dự định rất là lớn, là mình sẽ làm kiếm tiền trong một thời gian và sau đó mình sẽ chắc chắn là mình sẽ nghỉ và mình ra ngoài mình khởi nghiệp. Và với một cái chủ đề là các bạn có nên nghỉ việc ngay để nhảy ra bên ngoài kinh doanh với một cái ngành nghề mà bạn chưa có cái trải nghiệm, chưa có cái kinh nghiệm, có nên làm như vậy, có nên nghỉ ngay hay không ấy, thì cái quan điểm riêng của Mỹ Duyên là bạn khoan hãy nghỉ việc, mà bạn hãy bắt đầu chân trong chân ngoài. Giống như Duyên trước đây á, Duyên ban đầu Duyên cũng không có ý định là Duyên sẽ nghỉ việc tại ngân hàng, và Duyên nghĩ rằng là mình sẽ ra ngoài, mình sẽ thành lập một cái cơ sở kinh doanh riêng của mình, và sau đó là mình vừa làm trong vừa làm ngoài, thì như vậy nó sẽ mang lại cho mình một cái mức thu nhập tốt hơn. Ngoài ra thì nó còn thỏa mãn cái khả năng, cái mong muốn kinh doanh của mình ha, cái mong muốn bay nhảy của mình ở bên ngoài. Và đó là lý do mà trong cái thời điểm đó vừa làm ngân hàng và Duyên vừa phải set up kinh doanh, tạo cái quy trình cho cái cơ sở chăm sóc da đầu tiên của mình. Và hiện nay thì Duyên cũng đã 4 cái cơ sở chăm sóc da rồi. Có thể là sau cái đợt này thì Duyên sẽ phát triển cái chuỗi kinh doanh spa của mình đi khắp cả nước. Và cái giai đoạn đó, nếu như chúng ta chọn chân trong chân ngoài thì chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro. Ví dụ như là bạn có kinh doanh bên ngoài thất bại thì bên trong của mình, chân trong của mình vẫn còn một cái công việc ngân hàng. Nhưng mà Duyên cũng nói trước là trong cái giai đoạn mà bạn khởi nghiệp cả hai cái công việc cùng một lúc, bạn phải đánh đổi, bạn phải trả giá cái thời gian của mình rất là nhiều. Ví dụ như trong giai đoạn đó thì Duyên mới sinh bé thứ hai xong ấy, bé thứ hai của Duyên lúc đó mới có 6 tháng, và Duyên nhờ vả gia đình nè, rồi thuê cô giúp việc nè, chăm sóc em bé. Và thay vì các bạn đi làm công chức thì sau 5 giờ là các bạn được về với con cái, với gia đình. Nhưng mà sau 5 giờ thì cái thời điểm đó Duyên phải tập trung vào về cái cơ sở kinh doanh của mình, rồi họp hành, rồi đánh giá xem thử là hôm nay làm việc như thế nào, khách hàng có hài lòng hay không, rồi doanh thu như thế nào, rồi đánh giá lại cái chất lượng dịch vụ. Và có rất là nhiều những cái công việc chúng ta phải làm, chúng ta sẽ hy sinh cái thời gian dành cho gia đình, dành cho con cái trong cái giai đoạn đó. Cho nên nếu như bạn là một người phụ nữ thì bạn phải có cái sự đồng hành cũng như là cái sự đồng ý của chồng của mình thì bạn mới có thể thực hiện theo cái cách đó được. Và một cái điều nữa là chẳng hạn như là thứ bảy chủ nhật, thay vì bạn làm một cái công việc thì thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, bạn có thể ở nhà chơi với con với cái. Nhưng mà với Duyên thì khi mà Duyên kinh doanh chân trong chân ngoài thì thứ bảy chủ nhật hầu như là Duyên sẽ tập trung nhiều vào cái công việc ở bên ngoài, không có cái thời gian nghỉ trong suốt mấy năm đó luôn. Cho nên là về sau này khi mà cái công việc kinh doanh spa cũng như là mỹ phẩm của mình nó mang lại một cái mức thu nhập tương đối tốt, và Duyên cảm thấy rằng là mình có thể thả cái công việc làm ngân hàng, thì lúc này Duyên sẽ quyết định xin nghỉ, tập trung 100% cho cái công việc
việc bên ngoài. Cho nên để tránh cái rủi ro cho bạn về cái việc tài chính của bạn á, để thì các bạn có thể là bắt đầu một cái công việc kinh doanh thứ hai, để có thể tạo cho mình một cái nguồn thu nhập, và mình xem thử là cái lĩnh vực đó nó có tiềm năng hay không, nó có gọi là mình có thể làm được hay không, nó có đúng như những cái kỳ vọng của mình hay không. Và một cái đề xuất nữa, sẵn video này muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, nếu như các bạn muốn bắt đầu một cái công việc thì trong cái thời gian mà các bạn vừa làm công chức, hay là các bạn làm trong các cái công ty mà các bạn làm hưởng lương, thì các bạn có thể bắt đầu một cái công việc mà bán thời gian, tức là không tập trung thời gian 100% cho nó, mà các bạn có thể tận dụng cái thời gian làm việc ngoài giờ, chẳng hạn như là buôn bán trên online. Và các bạn có biết là ngày nay cái mạng xã hội nó phát triển rất rất là mạnh, ví dụ như Facebook, ví dụ như là YouTube hay TikTok, thì bạn có thể học những cái cách bán hàng ở trên các cái nền tảng đó, và bạn vừa duy trì một cái công việc trong một cái công việc ngoài như vậy. Và khi nào cái công việc ngoài của bạn nó có cái sự ổn định nhất định, thì khi đó bạn hãy nghỉ cái công việc mà bạn không mong muốn làm nó đấy. Và lưu ý một điều rằng là mình đừng có thấy rằng là người khác người ta bán cái gì thì mình học theo, mình bán cái đó. Cái đó là cái sai lầm rất là lớn với những người mà đang bán hàng online hiện tại. Ví dụ như bạn nghĩ rằng là bạn thấy bạn của mình bán mỹ phẩm thì bạn cũng nhập mỹ phẩm về bạn bán, hay là bạn thấy bạn của bạn bán thực phẩm chức năng thì bạn cũng tập tành bán thực phẩm chức năng. Nhưng mà tại sao mà có người bán được, có người không bán được? Ví dụ như người bạn của bạn thì bán được nhưng bạn không bán được. Cái nguyên nhân ở chỗ đó là gì? Cái đối tượng khách hàng của bạn, những người xung quanh bạn, họ đang có cái nhu cầu gì thì bạn bán cái mặt hàng đó cho họ. Thì như vậy nó sẽ dễ mang lại cái sự thành công cho bạn hơn. Sở dĩ mà nhiều người không bán được hàng online, mắc trước người khác, thấy người khác bán cái gì thì mình bán cái đó và không bán được hàng á, là bởi vì là sao? Xung quanh cái người bạn của bạn á, có thể là cái đối tượng khách hàng người ta đang có cái nhu cầu đó, nhưng mà xung quanh đối tượng khách hàng của bạn, người ta không có cái nhu cầu đó mà người ta lại có cái nhu cầu khác. Cho nên là lúc này bạn bán cùng mặt hàng với người bạn của bạn thì chắc chắn là bạn sẽ không bán được hàng. Và như thế ngày nay á, có rất là nhiều cái công ty mỹ phẩm hay là công ty thực phẩm chức năng, họ phát triển theo cái hệ thống mạng lưới. Và khi mà bạn mới tập tành bước vào kinh doanh thì họ sẽ yêu cầu bạn rằng là bạn sẽ nhập một cái đơn hàng nào đó mà bạn chưa chắc về bạn đã bán được hay không. Cho nên là khi mình ôm hàng về, nó có khả năng mình bán không ra được, và lúc này mình sẽ bị mất vốn. Nên để tránh những cái rủi ro đó thì trước khi bạn bắt đầu một công việc gì, bạn phải tìm hiểu cái thị trường, tìm hiểu những cái người xung quanh của bạn, xem thử họ đang có cái nhu cầu gì, và lúc này mình từ từ mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân, và lúc này mình mới bán hàng. Chứ không phải là lúc ngày nào mình cũng lên Facebook hay là Zalo mình cứ quăng cái hàng của mình lên trên đó, nào thì collagen, nào thì mỹ phẩm trị cái này, mỹ phẩm trị cái kia, ai bán hàng cũng nói tốt cả, ai bán hàng họ cũng nói là hàng của họ tốt. Nhưng mà tại sao khách hàng người ta không mua từ người này mà người ta mua từ người khác hả? Nó khác biệt ở đây là cái thương hiệu cá nhân của cái người mà người ta bán được hàng á. Cho nên là sau đó bạn mới học cách xây dựng cái thương hiệu cá nhân như thế nào. Ví dụ như Duyên đang chia sẻ cái nội dung này cũng là một cách mà Duyên đang xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, chia sẻ những cái gì mà mình biết để giúp cho chị em chúng ta có những cái ý tưởng trong kinh doanh, có những ý tưởng trong khởi nghiệp, hay là có những cái cách làm đẹp làm sao mà nó khoa học, nó phù hợp, nó ít tốn kém, ít tốn thời gian nhất. Cho nên là hy vọng rằng là với video này và ít nhiều đi nữa, nó sẽ giúp cho các bạn có những cái ý tưởng bắt đầu khởi nghiệp như thế nào từ những cái bài học của Duyên chia sẻ đến tất cả mọi người. Duyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.